Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng QuickShot trên DJI Mini 2, Drone, Rocket, Circle, Helix và Boomerang. Lưu ý, trước khi sử dụng QuickShot, hãy đưa máy bay về chế độ Normal. Chuẩn bị bay ở nơi thoáng đãng, không có các tòa nhà hay các chướng ngại vật. Nếu bạn chưa quen với chức năng này, hãy bắt đầu với phạm vi ngắn. Cho máy bay cất cánh và bay tới khi cách mặt đất ít nhất 2m và chọn QuickShot trong ứng dụng DJI Fly. Drone. Nhấn vào Drone và đặt khoảng cách bay tối đa. Nhấn vào chủ thể hoặc kéo khung bao quanh chủ thể, sau đó nhấn Start. Máy bay sẽ ở hướng đối diện với chủ thể và bay lùi. Sau khi ghi hình, máy bay sẽ trở lại vị trí ban đầu. Rocket. Nhấn vào Rocket và đặt độ cao bay tối đa. Nhấn vào chủ thể hoặc kéo khung bao quanh chủ thể, sau đó nhấn Start. Máy bay sẽ bay lên với camera hướng xuống. Sau khi ghi hình, máy bay sẽ trở lại vị trí ban đầu. Circle. Nhấn vào Circle và chọn hướng bay. Nhấn vào chủ thể hoặc kéo khung bao quanh chủ thể, sau đó nhấn Start. Máy bay sẽ bay vòng quanh chủ thể theo hướng đặt trước và bán kính dựa trên khoảng cách hiện tại với chủ thể. Helix. Nhấn vào Helix, chọn bán kính tối đa và hướng bay. Nhấn vào chủ thể hoặc kéo khung bao quanh chủ thể, sau đó nhấn Start. Máy bay sẽ sử dụng khoảng cách hiện tại đến đối tượng làm bán kính và sẽ bay lên theo hình xoắn ốc mở rộng, lấy chủ thể làm trung tâm. Sau khi ghi hình, máy bay sẽ trở lại vị trí ban đầu. Boomerang. Nhấn vào Boomerang, chọn bán kính tối đa và hướng bay. Nhấn vào chủ thể hoặc kéo khung bao quanh chủ thể, sau đó nhấn Start. Máy bay sẽ bay xung quanh đối tượng theo một đường hình bầu dục. Bất cứ khi nào bạn muốn thoát khỏi chế độ QuickShot, chạm vào dấu X ở bên phải màn hình hoặc nhấn nút tạm dừng RTH trên bộ điều khiển từ xa. Không di chuyển cần điều khiển khi đang ghi hình, nếu không, máy bay sẽ lập tức dừng lại và thoát khỏi chế độ QuickShot. Xem lại video và chia sẻ. Nhấn vào biểu tượng xem lại để xem video QuickShot vừa quay. Nhấn vào biểu tượng dưới cùng bên trái để lưu video vào điện thoại. Nhấn vào nút dưới cùng bên phải để chuyển đổi giữa tệp gốc và video QuickShot. Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa dưới cùng bên phải để chỉnh sửa tệp gốc và video QuickShot theo ý mình. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên cùng bên phải để chia sẻ video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.